mình sẽ tô người dân tranh dáng sơ sớp hình con hổ. Nói nha, tôi nói rằng xong rồi nha. Đây, bạn Mon giới thiệu đi, mình vừa xong. Mình vừa xong xong một bức tranh dán sớp sớp hình con hổ rồi nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye, xin mời kênh nhất cái hộ Mon nhé.